Chuyến xuyên Việt năm 2015, tập cuối, ngày thứ bảy, 24 tháng 10, cung đường Ninh Bình và Hà Nội. Danh mục các triều đại của Việt Nam ta có thể điểm gọn trong câu Đinh Lê Lý Trần Lê Nguyễn. Thì đất Ninh Bình, nơi có cố đô Hoa Lư xưa, đã có ba triều đại định đô là nhà Đinh, Tiền Lê và Hậu Lý. Trong thời nhà Ngô, vùng này là nơi cắt cứ của tướng quân Đinh Bộ Lĩnh. Ông đã đẩy lui thành công cuộc tấn công của chính quyền Trung ương Cổ Loa năm 951 do hai anh em Thiên Sách Dương Ngô Xương Ngập và Nam Tấn Dương Ngô Xương Văn đích thân chỉ huy. Cho tới khi nhà Ngô mất, đây vẫn là vùng cắt cứ của Vạn Thắng Dương Đinh Bộ Lĩnh. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh chấm dứt thời kỳ 12 sứ quân, lên ngôi hoàng đế và đóng đô ở Hoa Lư. Nơi đây cũng trở thành trung tâm chính trị của nước Đại Cồ Việt từ năm 968 đến năm 1009. Đã có 6 vị vua: Đinh Tiên Hoàng, Phế Đế, vua Lê Đại Hành, Lê Trung Tông, Long Đỉnh và Lý Thái Tổ thuộc 3 triều đại trên đóng đô tại đây. Nguồn Wikimedia. Đây cũng là một nơi có vị trí chiến lược trong kế sách giữ nước của cha ông ta. Với địa hình hiểm trở, là nơi giao tiếp giữa Bắc Bộ và Trung Bộ cũng như vùng Tây Bắc. Trong các cuộc chiến vệ quốc, Ninh Bình với dãy Tam Điệp là phòng tuyến cuối cùng của Đại Việt, là nơi dựa lưng để quyết tử với các thế lực xâm lược từ phương Bắc của các nhà Tống, Minh, Nguyên, Mông và gần đây nhất. Trong cuộc chiến phá 20 vạn quân Thanh của Tây Sơn hoàng đế Nguyễn Huệ thì nước cờ lui về Tam Điệp của Đại Đô Đốc Ngô Văn Sở theo kế sách của danh sĩ Bắc Hà là Ngô Thời Nhậm. Quân Tây Sơn đã tạm lui về chốt giữ ở Tam Điệp để rồi sau đó đã đón hoàng đế Quang Trung thần Tống Bắc Tiến và đã cho đoàn quân xâm lược của nhà Thanh sau một đêm nghỉ chân ở Thăng Long thua không còn manh giáp mà chạy trối chết về Bắc Quốc. Một nơi đầy ắp những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử. Thế nhưng nhóm chỉ có một ngày thì quả là quá ngắn. Thế nên anh em chỉ có thể lướt qua Hoa Lư rồi thăm chùa Bái Đính, sau đó thì về Kim Sơn chiêm ngưỡng công trình dinh điền dùng Kim Sơn Tiền Hải của ngài Doanh Điền Sứ Uy Viễn Tướng Công Nguyễn Công Trứ, và điểm cuối cùng của hành trình là nhà thờ đá Phát Diệm. Thành phố Ninh Bình giờ là một nơi giàu đẹp phong quang mà lại không quá đông đúc đến nghẹt thở như Hà Nội và thành phố Sài Gòn. Nhóm tiến về Hoa Lư trong một buổi sáng dịu mát cuối thu. So với lần trước mình có dịp về đây, đường vào khu danh thắng Hoa Lư Tràng An đã được nâng cấp rộng đẹp hơn nhiều. Nét xưa có chỗ được giữ gìn tôn tạo, có chỗ cũng có chen lấn của phục vụ kinh doanh. Bên này là cổ tự ngàn năm, chết bên kia đã là nhà hàng dê núi, giàu và sang, nhiều khi phải có một quá trình mới thành tương hợp, mong vậy thay. Do không có thời gian nên nhóm chỉ có thể nhìn qua Hoa Lư bích động từ đường lộ để mà thèm thuồng với cái thư nhàn của những du khách được nhẹ nhàng với mây nước trên dòng Ngô Đồng mùa thu. Ôi trong cái cảnh đó, người ta mới càng thấm thía cái thi vị của hai câu thơ sau của đại thi hào Đỗ Phủ: Ngô Đồng nhắc dịp là thiên hạ cộng tri thu. Chùa Bái Đính mới tráng lệ, xây dựng ở một nơi đắc địa và rất đáng để đến xem cho biết. Nhưng với mình thì cái chất, cái tinh thần để chùa là chùa của Luy Lâu, của Khương Hội, của Vạn Hạnh, của Trúc Lâm thì hình như ở đây còn thiếu. Do lân la với những hình ảnh nên mình thiếu duyên, không đến được với chùa Bái Đính cổ lần này. Nhưng qua lời kể của anh Dũng và Đại Âm thì chính cái chùa cổ mới có thần thái của Bái Đính hơn. Và cũng hay là người ta vẫn còn giữ ngôi chùa cũ này. Mong rằng sẽ có dịp trở lại Ninh Bình với một quỹ thời gian nhiều hơn để được một lần thật sự đắm mình vào những hoài niệm về một cố đô của thời đầu giựt nước. Nhà thờ đá Phát Diệm, Kim Sơn. Buổi chiều, nhóm lại tìm đường về nhà thờ đá Phát Diệm. Từ trung tâm thành phố Ninh Bình, nhóm đi qua đường Nguyễn Công Trứ
quốc lộ 10, rồi thẳng về huyện Kim Sơn và thị trấn Phát Diệm. Người Ninh Bình đã rất ý nhị khi đặt tên con đường từ trung tâm thành phố dẫn về Kim Sơn, Tiền Hải là đường Nguyễn Công Trứ. Đọc trong sử sách, từ lúc học lớp đệ tứ mà mãi đến giờ mình mới được đến tận nơi nhìn tận mắt các công trình dinh điền của ngài Doanh Điền Sứ hào hoa. Vừa hết phạm vi nội đô của thành phố Ninh Bình thì ta đã thấy hai bên bờ con sông đấy là những cánh đồng lúa bát ngát, đồng lúa màu mỡ và những làng quê trù phú nằm xen kẽ nhau suốt một dải đồng bằng ven biển từ Kim Sơn của Ninh Bình qua Phước Lâm của Nam Định rồi đến tận Tiền Hải của Thái Bình, đã tạo thành một trong hai vựa lúa thóc lớn nhất của nước ta. Nhìn trên bản đồ, ta thấy sông đáy, sông Thái Bình và sông Hồng đều đổ về biển trước khi đi qua vùng này. Thế nhưng, trước khi có công cuộc dinh điền của ngài Doanh Điền Sứ, thì đây chỉ là một vùng chim khê mùa thối, đồng chua nước mặn, thưa thớt bóng người. Không thể phủ nhận sức lao động và trí tuệ của bao thế hệ người nông dân Bắc Bộ thành ra mới có ngày nay. Nhưng chính cái tầm nhìn của Đại Nam Hoàng đế Minh Mạng và tài ba của ngài Doanh Điền Sứ đã là sự khởi đầu cho công cuộc khai quang và xây dựng nên một trong những vùng phù phú nhất của đất nước này. Chính quyền Pháp và Tòa Thánh Vatican cũng nhìn thấy sức mạnh chiến lược dĩ thực di tiên, dĩ nông di bản, nên cũng đã tập trung việc cai trị và truyền bá sức mạnh thần quyền ở nơi đây. Và ngày nay, sau hàng trăm năm vô bể, ta vẫn còn đó một trong những chứng tích kiến trúc giao thoa giữa hai nền văn minh Âu Á, nhà thờ đá Phát Diệm. Được khởi công xây dựng cách nay hơn 140 năm, trong ròng rã 23 năm, từ 1875 đến năm 1898. Cho đến nay, chỉ riêng về giá trị kiến trúc, thì ngôi nhà thờ được xây bằng đá khối và gỗ quý này vẫn được xem là nhà thờ đẹp nhất nước ta. Hiện nay, Ninh Bình và các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang hoàn thiện hồ sơ về kiến trúc nhà thờ đá Phát Diệm để đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nhóm đến nơi khi mặt trời đã hơi ngả bóng về Tây. Vào ngày thường nên cả khuôn viên nhà thờ mang một vẻ thanh, u, nghiêm tịch. Và chính cái không gian thanh vắng đó càng làm nổi bật lên cái uy nghi của ao nước, của phương đình, của chính tòa, của những bức tượng thánh rêu phong. Thời gian đã để lại dấu tích trên những cây nhãn xoài cổ thụ, trên những hao mòn của gỗ đá, trên những dệt mòn của bao dấu chân người. Nhưng cũng chính thời gian là chứng nhân vinh danh những bậc kiến trúc, những người thợ tài hoa đã thổi hồn phách, trí tuệ và mồ hôi của mình vào những công trình độc đáo này. Đường về qua cầu mối Kim Sơn hàng trăm năm tuổi, nay bắc ngang sông Ân lại có thêm một vài cây cầu mối mới như cầu Lưu Quang, với nét tân kỳ hãnh tiến cũng là một nét riêng của vùng Phát Diệm. Đối diện với hai cây cầu ngói nói trên, cũng trên quốc lộ 10, nhìn ra sông Ân xa xa ngoài kia, nơi ngọn gió nồng hương biển là dòng sông đáy đang chảy cuộn về đông ngày đêm, mang phù sa tiếp tục bồi cho vùng duyên hải, là đền thờ của ngài Uy Viễn Tướng Công Doanh Điền Sứ Hy Văn Nguyễn Công Trứ. Đền nằm uy nghi trong sự tôn thờ hương khói của toàn dân vùng Kim Sơn và Tiền Hải. Ông cũng chính là vị phúc thần của cả hai vùng này. Ngày nay, khi nói tới công danh, người ta hay nghĩ đến chức vụ. Trong khi đó, thực ra, công danh có nghĩa là danh tiếng của một ai đó đã lập nên công lớn với quốc dân. Hiểu theo chính nghĩa này, thì ngài Doanh Điền Sứ quả là một người công thành danh toại vậy. Đường về lại thành đô, trong gió chiều nồng nàn mùi thơm khói đốt đồng cuối năm, lòng mình lại thêm một lần lãng đãng. Sông đáy ngoài kia giờ đã xa xứ đoài mây trắng, không còn được nét mang mát buồn của chậm nguồn qua phủ quốc, của đôi bờ, của bên này em còn nhớ bên kia. Sông đáy về Kim Sơn là sông đáy của bờ sôi ruộng mật, của bài ca no ấm ngày mùa, của cuộc sống vẫn đang trôi về phía trước. Và trong tiếng gió heo may nhẹ nhàng xa vắng, như còn đồng vọng đâu đây lời câu hát liêu trai của đào nương Kim Sơn ngày nào khi tái ngộ ngài tướng công Uy Viễn. Giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng biết chăng.
ngày Chủ nhật 25 tháng 10, 2015, ngày cuối của cuộc hành trình. Em ơi Hà Nội phố. Thế là 16 ngày sương núi gió rừng, bụi đường mưa nắng đã qua. Về lại Hà Thành trong một tối cuối thu, hai anh già vượt 2.500 cây số đường đèo dốc Sơn Khê cũng thấy tàn tàn. Nhưng chỉ 30 cây số cuối cùng từ Thường Tín về Hồ Gươm thì mới thật là một thử thách cuối cùng mà lại vô vàn khó nuốt. Trời tối, bụng đói mà đường xe cứ chạy theo kiểu hàm số sin thì đúng là điên thiệt. Đường cuối tuần bao nhiêu người là người chen chúc nhau và cũng đã có vài mạng nằm thẳng cẳng, máu me loang đầy đất, càng thêm màu khủng bố của ôi má ơi Hà Nội phố. Đằng đẵng rồi thì ơn trời, mình cũng đã được đến trung tâm phố Huế. Hà Nội thật lạ lùng, đang khủng bố với dành ngoài thì đến phố Huế rồi tràn tiền của Hồ Gươm lại cho người ta một cảm xúc ngược lại, như đang từ chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, thoát cái giờ đã là đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Phố Huế đông vui vừa đủ nhẹ nhàng của đèn trăm xanh ngàn tía như xoa dịu nỗi cùng điên xô đẩy gian đô. Và rồi bên tràng thiền rực rỡ hoa đèn là thật nhiều cặp đôi đang say đắm bên nhau, ghi lại những bức ảnh hạnh phúc nhất của đời sống lứa đôi. Hồ Gươm lung linh ánh đèn soi, cứ như vô tư soi bóng một kinh thành ngàn đời thư giả. Gặp lại người dẫn đường lưu lạc từ lúc vào Hà Thành, anh Tư Dũng ở khách sạn A25 phố Lương Ngọc Quyến. Trung tâm 36 phố phường cổ kính đêm cuối tuần thật nhộn nhịp, dễ thương, với rất nhiều sinh hoạt đường phố sôi động của giới trẻ, ôi thôi, pop, rock, hip hop, với ca trù đủ cả. Nhưng hai ông già hết hơi, chỉ đủ sức kiếm một tô phở cho ấm lòng rồi ngủ. Sáng hôm sau, ngày Chủ nhật 25 tháng 10, còn một buổi sáng, hai anh em dành cho Hồ Tây, nơi vẫn còn giữ được cái tĩnh lặng của Tràng An thanh lịch ngày xưa. Trong làn sương lãng mạn, bên tách cà phê hương nồng, thì ra Hà Nội vẫn thế, bình yên và chiến tranh, ác liệt và thanh bình, thư nhàn và bề bộn, thánh thần với chí phèo. Gia nhân cùng dũng tướng, cù bất lẫn cù bơ, các chụp giật màu xám xịt và mây hồ thì vẫn cứ mãi bay xanh. Ngoài kia gió heo may đã về, mùa đông bắc chừng như đang tới. Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội phố mùa thu.